Hello cho các bạn nha, tiếp tục một siêu phẩm cho anh khách nha. Ở đây mình đấu sẵn cái đảo chiều các bạn. Ở đây thì mình hướng dẫn lại một lần nữa nha. Có anh khách nào có mua thì cứ từ từ không gấp nha, từ từ nha. Tại vì không cẩn thận thì nó sẽ bị cháy. Đầu tiên là mình đã đấu cái con diode chống ngược cực 10A nè cho cái bo. Cho nên không có sợ chống ngược bị chập ngược cực nha. Đó, thì đầu tiên là điểm cộng. Điểm thứ hai là mình đã đấu cái công tắc on off ha, nó có một công tắc on off nè. Các bạn thấy nè. Off nè, on nè, off on nè. Off on. Đó, công tắc on off cho động cơ. Ủa cho IC chứ. Con này nếu mà các bạn off thì cái IC nó không có điện nha. Đó. Thì cái này chính là công tắc khóa nha các bạn. Ở trên xe điện nó có một công tắc khóa đó, các bạn bật khóa nha. Thì khi không xài thì mình nên tắt nha. Mặc dù mình vặn cái núm điều chỉnh tốc độ á, về không nó cũng tắt ha. Nhưng mà mình nên tắt cái này ha, mình nên tắt cái IC ha, chứ để điện nó luôn luôn có vô đây thì nó tối mình ngủ á các bạn, nó dễ chạm chập nha. Ok, đây đó các bạn chú ý nha, bật on lên ha, vặn lên. Cái này nếu các bạn không bật on lên nha, các bạn vặn nó không lên, vặn nó không chạy nha. Thêm nữa, nếu mà các bạn vặn nó lên on rồi, on là bên kéo gạch đấy các bạn, nhưng mà cái công tắc cái đảo chiều nè mình để ở giữa nó cũng không chạy nha. Cho nên khách nhiều khách chú ý nha. Tại vì có nhiều khách mua là người lớn tuổi cho nên sẽ hơi khó nha. Không phải khó lắm nhưng mà không để ý á, nó sẽ dễ bị quên đó. Còn cái này thì mình nên để một bên nào đó nha. Trước khi test để bên nào đó, chứ để ngay giữa nhiều khi nó không chạy nha. Đó, đâu chạy đâu. Thì chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà trên cái tay ga thì mình đã làm một cái câu cái nút nhấn rồi. Ok, bộ này của anh khách nha. Bộ này động cơ 100W nha, của Chapang. 21V 5A các bạn. Made in Japan. Con này các bạn nghe chạy nha. Con nào cũng vậy nha. Chạy êm như là không có tiếng động luôn. Wow, hộp số nhôm thép. Có luôn cái bát à, dễ chế đồ. Cốt 12 ly. Cái này chạy tốc độ độ tối đa thì nó đạt được 196 vòng nha, cho 200 vòng đi các bạn, 200 vòng phút. Nha. Tốc độ rất là tốt. À. Con này mình sẽ lên tay ga chế cho một chiếc xe, mình sẽ giới thiệu các bạn sau nha. Hiện đang trong chương trình và chuẩn bị. Đó. Con này mình chạy dây đai nha, chạy dây đai qua một cái clip, kéo dây đai qua một cái bánh xe. Đó. Bả chạy khỏe nha các bạn. Con này chạy được 12-24 nha, 12-24, nhưng mà ưu tiên chạy 24 thì nó khỏe hơn. Ok, đơn của anh khách nha. Cái này trọn bộ là 420k. Nếu mà mua chung IC thì con này cái đèn, bữa đi bãi nhặt được cái đèn các bạn. Con này giảm tốc này 420k nha. Khách nào mua rồi thì 420k đang giảm, còn 400k bao ship nha. 400k bao ship. Tiếp theo thì cái IC 250W nha. Dư tải cho con này rất là nhiều. Các bạn thấy IC 250W không? Con này nó 21A nha. Các bạn thấy 21A. Trong khi con động cơ nó chỉ có 5.0A. Nó dư tải rất là nhiều luôn, cho nên là yên tâm xài nha. Thì khi khách mua chung thì cái con này tính 250k. Với 400k là 650k nha, 650k. Cái này 40k luôn công đấu nối các kiểu. Đảo chiều 40k. Còn lại cái này thì mình tặng nha. Gió tặng hết, đấu hết. Tổng thiệt hại là 400k, 250k là 650k. Cái này 40k là 690k nha. 690k. Về các bạn cấp điện 24V là xài 12 cấp 24 nha. Khách nào lấy IC 12 thì liên hệ mình, IC khác. Còn IC này 24, phải cấp 24. Và nếu mà thêm tay ga hoặc chân ga thì thêm 100k nha các bạn. Nha, thêm 100k. Đó. Thì bộ này mình đang hoàn thiện một bộ lên, mình đang mua một chiếc xác một chiếc xe gọi là xe điện mini á, cái xác
để mình lấy cái mình gá cái phần động cơ này lên để mình test nha, cho các bạn coi. À, test bằng tay ga, à, chạy ngoài đường luôn. Để mình cố gắng đưa những cái ứng dụng thực tiễn vào trong cuộc sống nha, để các bạn có thể nắm bắt được. À, ok, 690k nha các bạn. À, còn khách nào thêm tay ga thì 100k, chân ga thì 100k nha. Tay ga thì 100k cặp đấu sẵn nha, còn chân ga thì cũng là 100k. Đó, cái nào cũng 100k hết. À, chân ga thì thêm 100k. Còn khách nào đấu luôn cái màn hình tốc độ này thì liên hệ mình nha, mình đấu luôn cái này. À, rồi còi ký các kiểu đó, khách liên hệ mình làm hết luôn, về cho việc xài thôi. Đó, mấy cái này tính thêm nha. Ok, cảm ơn khách ủng hộ nha, bây giờ gói giao anh nha.